Sáng ngày 8 tháng 6, tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Trần Hải, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận, bà Phạm Thị Sen, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, bà Huỳnh Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Ninh Thuận và tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 3 Hội đồng Nhân dân thành phố gồm ông Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Huy Trân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Thanh Sơn và ông Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng Công an thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Phụ Hà. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Đại diện Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo kết quả sau kỳ họp thứ tư và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ năm, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 12 trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước. Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp của tỉnh và thành phố, cử tri phường Phụ Hà kiến nghị đến hai tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố một số vấn đề như các ngành chức năng cần đẩy nhanh tiến độ cấp phép xây dựng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu tái định cư dự án N9, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm cần quan tâm xây dựng nâng cấp cột cờ tại quảng trường 16 tháng 4 to đẹp hơn và công tác thượng hạ cờ ngày càng uy nghiêm hơn. Dịch vụ chuyển căn cước công dân đã thu phí nhưng không giao tận nhà cho người dân. Đường bê tông hóa ở khu dân cư trên địa bàn phường xuống cấp sớm được nâng cấp. Hệ thống thoát nước đoạn đường Hoàng Hoa Thám thuộc khu phố 3 và khu phố 4 mùa mưa ngập nước làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Sau khi nghe cử tri phường Phụ Hà kiến nghị, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ông Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, giải trình một số vấn đề liên quan đến ý kiến của cử tri phản ánh, đồng thời tiếp thu một số ý kiến còn lại, tiếp tục làm việc với ngành chức năng của tỉnh và thành phố có liên quan, sớm trả lời cho bà con cử tri.